Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Trong tình cảnh đau thương của quê hương vì đại dịch coronavirus kinh hoàng, chúng tôi xin kính mời quý vị và anh chị em cùng lần chuỗi mân côi với Đền Thánh Đức Mẹ La Salette, Pháp Quốc. Chúng ta tiếp tục khẩn cầu Đức Mẹ đói thương xem nước Việt Nam và đặc biệt là thành phố Sài Gòn. Cũng xin nhắc lại, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 19 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc đến một biến cố rất thân thương với người Công giáo Pháp diễn ra cùng ngày. Ngài nói, suy nghĩ của tôi dành cho những người đang tập trung tại đền La Salette ở Pháp nhân kỷ niệm 175 năm ngày Đức Mẹ hiện ra và rơi nước mắt với hai đứa trẻ. Những giọt nước mắt của Đức Maria khiến chúng ta liên tưởng đến những giọt nước mắt của Chúa Giêsu đối với Jerusalem và nỗi thống khổ của Ngài ở Gethsemane. Những giọt lệ ấy phản ánh sự đau khổ của Chúa Giêsu vì tội lỗi của chúng ta và là lời kêu gọi luôn mang tính thời đại. Hãy phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en l'argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Première en chemin, joyeuse tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. La parole a surgi, tu es sa résonance et tu franchis des monts pour emporter la voix. De se manifester, tout ce qu'il vous dira, faites-le en nos vignes, son saveur et son fruit, en s'en renouveler. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Anh chị em thân mến, trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha và theo gương của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi, trong thời điểm thử thách kinh hoàng này, chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, nài xin không ngừng nghỉ
cho đại dịch này kết thúc. Hôm nay, hiệp thông với Đền Thánh Đức Mẹ La Salette, chúng ta muốn cầu nguyện cho đại dịch coronavirus sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Cầu mong những ngọn nến này được thắp sáng từ ngọn nến cháy trước ảnh Đức Mẹ có thể chiếu sáng và biến khoảnh khắc tăm tối này thành một rạng đông của ánh sáng mới. Anh chị em thân mến, thời gian đại dịch đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Thử thách này là một cơ hội để hướng tới đức tin của chúng ta, nuôi dưỡng hy vọng và thực hiện các cử chỉ yêu thương thông qua các việc làm bác ái về thể xác và tinh thần. Có biết bao nhiêu người phải đau buồn vì họ đã mất một người thân yêu, thậm chí không thể tháp tùng cùng họ vào lúc họ qua đời. Có khi cũng không có cả cơ hội chôn cất họ. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đã bị thử thách nghiêm trọng. Cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng thiếu việc làm gây ra nỗi sợ hãi về tương lai ngày càng bấp bênh của các gia đình. Trong kinh nghiệm này, chúng ta cảm thấy mình giống như cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi mà sách Tông đồ Công vụ mô tả. Với cách diễn đạt đẹp đẽ này, giáo hội nhiệt thành cầu nguyện với Thiên Chúa. Chúng ta cũng mong muốn được cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để Ngài có thể nghe thấy những lời thỉnh cầu của chúng ta. Ngọn nến vừa được thắp sáng sẽ nhắc nhở cộng đoàn của chúng ta rằng chúng ta đã được kêu gọi để cầu nguyện cho đại dịch kết thúc và đặc biệt cho toàn thế giới bị tổn thương vì đại dịch này. Chúng tôi yêu cầu anh chị em khẩn thiết cầu xin trong đền thờ này và mời những người trên khắp đất nước của chúng ta và những người không thể có mặt tham gia cầu nguyện với chúng ta trong suốt thời gian ngày hôm nay, từ nhà của họ, nơi làm việc và cộng đồng giáo xứ. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúng con trong cây rất thanh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiền vinh sang lang, hằng chưa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Thiên Chúa sẽ minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với người. Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: trong thành kia có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó cũng có một bà quá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: đối phương tôi hại tôi, xin Ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu ông không chịu, nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng: dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ quá này lại quấy rầy mãi thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc. Rồi Chúa nói: anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ người đã tuyển chọn ngày đêm hằng kêu cứu với người sao? Lẽ nào người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đó là lời Chúa. Chúng tôi mời tất cả những ai theo dõi chương trình qua kênh của chúng tôi để cùng đọc Kinh Mân Côi một cách thành kính. Trong thời điểm thử thách kinh hoàng này, chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria: Nài xin không ngừng nghỉ cho đại dịch này kết thúc. Hôm nay, hiệp thông với Đền Thánh Đức Mẹ La Salette, chúng ta muốn cầu nguyện cho đại dịch coronavirus sớm chấm dứt trên toàn thế giới. Xin Chúa bảo vệ quê hương Việt Nam và cách riêng là thành phố Sài Gòn. Toi Marie, nous venons prier au bon.
force d'aimer, tu viens nous rencontrer en ce monde égaré. Tu nous invites à suivre ton Fils bien-aimé, son bras qui nous délivre et bien nous rapporter. Près de toi, Marie, nous venons prier au bord de la source où tu viens nous parler. Près de toi, Marie, nous venons chercher au cœur de nos doutes la force d'aimer. Tu viens nous rappeler où veillent les bergers, l'urgence de la prière, de la foi retrouvée. Tu plaires nos misères, nos infidélités. Près de toi, Marie, nous venons prier au bord de la source où tu viens nous parler. Près de toi, Marie, nous venons chercher au cœur de nos doutes la force Năm xưa mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, tái sinh cho được sống lại thật về phần linh hồn. Notre Père qui es aux cieux. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Maintenant et à l'heure de notre mort. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đời ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.
Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta ấy xin cho được lòng đầy dẫy mở ơn Đức Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ bốn thì ngắm Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chiết lành trong tay Đức Mẹ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót lớn. Thứ năm thì ngâm Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
tang danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hoa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Nous commençons la procession. Voici le Fils aimé du Père, dont Dieu était pour sauver le monde. Devant nous, il est là, il se fait proche, Jésus, l'agneau de Dieu. Recevez. Lạy Nữ Vương, Mẹ Nhân Lành, làm cho chúng con được sống,
được vui, được cậy, thân lạy mẹ, chúng con cháu e và ở chốn khách đầy, kêu đến cùng bà, chúng con ở nơi khóc lóng, than thở kêu khẩn bà thương, hỡi ôi, bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con, đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu con lòng bà gồm phung lạ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen. Misericordia sicut Patre, misericordia sicut Patre, misericordia sicut Patre, misericordia sicut Patre. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô nghe cho chúng con. Chúa Kitô nhận lời chúng con. Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời Thần. Thương xót chúng con. Ba ngôi cũng là một Đức Chúa Trời. Thương xót chúng con. Chân thánh Đức Bà Maria cầu cho chúng con. Rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con. Rất thánh nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh cầu cho chúng con. Đức Mẹ Chúa Kitô cầu cho chúng con. Đức Mẹ Giáo Hội cầu cho chúng con. Đức Mẹ hay thương xót cầu cho chúng con. Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa cầu cho chúng con. Đức Mẹ là lẽ cậy trông cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực thanh cực tình cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực trinh cực sạch cầu cho chúng con. Đức Mẹ tuyền vẹn mọi đàng cầu cho chúng con. Đức Mẹ trắng vương bợn nhơ cầu cho chúng con. Đức Mẹ rân đang yêu mến cầu cho chúng con. Đức Mẹ cực màu cực nhiễm cầu cho chúng con. Đức Mẹ chỉ báo đàng lành cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa tạo thiên lập địa cầu cho chúng con. Đức Mẹ sinh Chúa cứu thế cầu cho chúng con. Đức Nữ cực khôn cực ngoan cầu cho chúng con. Đức Nữ rân đang kinh chuộng cầu cho chúng con. Đức Nữ rân đang ngợi khen cầu cho chúng con. Đức Nữ có tài có phép cầu cho chúng con. Đức Nữ có lòng khoan nhân cầu cho chúng con. Đức Nữ trung tin thật thà cầu cho chúng con. Đức Bà là gương nhân đức cầu cho chúng con. Đức Bà là tòa đấng khôn ngoan cầu cho chúng con. Đức Bà làm cho chúng con vui mừng cầu cho chúng con. Đức Bà là đấng trọng thiêng cầu cho chúng con. Đức Bà là đấng đáng tôn trọng cầu cho chúng con.
Đức Bà là đấng xót mến lạ lùng, cầu cho chúng con. Đức Bà như hoa hương màu nhiễm vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà như lâu đài David vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà như tháp Nga báu vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà như đền vàng vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà như hòm bia Thiên Chúa vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà là cửa thiên đàng, cầu cho chúng con. Đức Bà như sao mai sáng vậy, cầu cho chúng con. Đức Bà cứu kẻ liệt kẻ khôn, cầu cho chúng con. Đức Bà bầu chữa kẻ có tội, cầu cho chúng con. Đức Bà nâng đỡ người di cư, cầu cho chúng con. Đức Bà yên ủi kẻ âu lo, cầu cho chúng con. Đức Bà phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh thiên thần, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh tổ tông, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh tiên tri, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh tông đồ, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh tử vì đạo, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh hiền tu, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh đồng trinh, cầu cho chúng con. Nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ, cầu cho chúng con. Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ tông, cầu cho chúng con. Nữ vương linh hồn và xác lên trời, cầu cho chúng con. Nữ vương truyền phép rất thanh mân côi, cầu cho chúng con. Nữ vương các gia đình, cầu cho chúng con. Nữ vương ban sự bằng yên, cầu cho chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa tha tội chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa nhận lời chúng con. Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế, Chúa thương xót chúng con. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Chúng con lạy ơn ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Bà là Chúa bảo chúng con. Xin cho chúng con biết lòng Đức Mẹ yêu dấu con mọi này, còn ở dưới thế cách xa mặt Mẹ. Đức Chúa Giêsu xưa xuống thế gian, chẳng bỏ loài kẻ có tội, lại liều mình chịu nạn chịu chết vì hết cả loài người ta. Đức Mẹ cũng một lòng theo con như vậy, Mẹ ơi khoan thay nhân thay, chớ trở mặt đi mà chẳng nhìn chúng con. Xin Đức Mẹ thương xem dạy dỗ yên ủi chúng con. Con cậy Mẹ có phép tăng nhiều trên hết thiên thần cùng trên hết các thánh. Chúng con còn ở dưới thế này như kẻ đi biển cả vậy. Đức Mẹ là như ngôi sao chính ngự ở trời bên Bắc vậy. Xin Đức Mẹ dẫn đàng cho chúng con được theo, kẻo phải siêu chìm xa hóa ngục vô cùng. Chúng con trông cậy Đức Mẹ cho chúng con ngày sau được vào cửa thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Giêsu cùng mặt Đức Mẹ, được hưởng muôn muôn sự phúng gồm hết mọi sự tốt lành chẳng hay hết chẳng hay cùng. Amen. Miséricorde, sicut patem, miséricorde, sicut patem, miséricorde, sicut patem, miséricorde, sicut patem. Pour le monde entier.
Lạy mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của mẹ. Lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện nay, khi toàn thế giới chìm trong khổ đau và lo lắng, chúng con chạy đến với mẹ và tìm nương ẩn dưới sự chở che của mẹ. Lạy Đức Trinh Nữ Maria, xin đoái thương ghé mắt từ ai, nhìn đến chúng con đang trong đại dịch coronavirus này. Xin an ủi những người đang phải bàng hoàng than khóc người thân đã qua đời. Đôi khi chỉ được an táng sơ sài, khiến họ đau lòng sâu sắc. Xin gần gũi với những ai đang lo lắng cho những người thân yêu bị nhiễm bệnh và những ai để tránh lây lan không thể cận kề bên cạnh. Xin mang đến hy vọng cho những ai đang lo lắng trước một tương lai bấp bênh do các hậu quả đối với kinh tế và công ăn việc làm của đại dịch này. Lạy mẹ Thiên Chúa và là mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa là Cha đầy lòng thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt và rạng đông của hy vọng và bình an sẽ lại đến. Xin mẹ cầu khấn cùng con chi thánh của mẹ, như khi xưa mẹ đã cầu khấn cùng người ở Cana, để gia đình các bệnh nhân và nạn nhân được an ủi và tâm hồn họ được mở ra với hy vọng và cậy trông. Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên là những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những mạng sống khác. Xin nâng đỡ nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quang đãi và sức khỏe dồi dào. Xin cận kề bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và xin gần gũi với các linh mục là những vị với mối quan tâm mục vụ và lòng trung tín với tin mừng đang tìm cách giúp đỡ và trợ giúp tất cả mọi người. Lạy Đức Trinh Nữ đầy ân phúc, xin soi sáng tâm trí của những người nam nữ dân thân trong các nghiên cứu khoa học. Xin giúp họ tìm ra những giải pháp hiệu quả để không chế được virus này. Xin nâng đỡ những nhà lãnh đạo các quốc gia để với sự khôn ngoan, quan tâm và quang đại, họ có thể giúp đỡ những người đang thiếu những điều cần thiết căn bản cho cuộc sống và đề ra được các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tình liên đới. Lạy mẹ Maria rất thanh, xin đánh động lương tâm chúng con để những số tiền khổng lồ thay vì được chi trả cho việc phát triển và thu tích các vũ khí được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai. Lạy mẹ rất yêu dấu, xin giúp chúng con nhận thức được rằng tất cả chúng con là các thành viên của cùng một đại gia đình duy nhất và ý thức được mối liên hệ hiệp nhất tất cả mọi người, để trong tình huynh đệ và liên đới, chúng con có thể giúp giảm bớt biết bao các tình cảnh nghèo đói và lầm than. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin, bền chi trong phục vụ và liên lý trong cầu nguyện. Lạy mẹ Maria,
đấng an ủi những người đau khổ. Xin ôm lấy các con cái của mẹ đang u sầu và xin cầu cùng Chúa để người vươn cánh tay quyền năng ra giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để cuộc sống thanh thản có thể trở lại như bình thường. Lạy mẹ, mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho mẹ. Ôi khoan thay, nhân thay, dịu thay, Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Amen. Tu as voulu naître de la Vierge Marie, permette-nous maintenant de te prier. Toi qui es fils de Marie, exauce-nous, c'est le refrain que nous avons répété après chaque supplique. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Fils du Dieu vivant, par ta passion, tu as préservé ta mère de toute suire, garde-nous du péché. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Rédempteur des hommes, tu t'es incarné dans le sein de la Vierge Marie, fais de nous le temple de l'Esprit Saint. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Maître des intelligences, tes paroles et tes gestes pénètrent le cœur de ta mère. Apprends-nous à garder en nos cœurs ta parole. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Sauveur du monde, tu as voulu que Marie soit au pied de la croix. Accorde-nous la force au milieu des épreuves. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Sauveur du monde, tu as réconcilié le monde avec ton Père au prix de ton sang versé. Accorde-nous le pardon de nos péchés par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, réconciliatrice des pécheurs. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, ta mère et mère des hommes, donne-nous de risquer notre vie sur ta parole. Accorde-nous de partager ta propre vie aujourd'hui et toujours. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Seigneur, avec la Vierge réconciliatrice, qui a pris tant de peines pour nous et qui est chargée de prier sans cesse pour nous, nous te supplions de sauver ton peuple. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Jésus ressuscité, tu règnes à la droite du Père, tu as glorifié Marie dans son âme et dans son corps. Oriente nos désirs vers le ciel. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Seigneur Jésus, avec la Vierge qui pleure, qui prend de la peine pour nous, qui parle à nous avec ses larmes et l'avertissement, nous te demandons de faire passer dans notre vie et dans notre monde la bonne nouvelle. Jésus, fils de Marie, exauce-nous. Nous chantons Tantum Ergo pour préparer la bénédiction. Tantum ergo sacramento fermui et antiquum documentum novo cedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque si
laudatio. Amen. Tu leur as donné le pain du ciel. Voici le pain de Dieu, plein de délices. Auditeurs de Radio Espérance, recevez maintenant la bénédiction de notre Seigneur. Les louanges divines. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit, béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacre cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus, notre saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Ubi Caritas. Thank you.
trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.